giáo chủ điều ngự bốn sư. Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật tác đại chứng minh. Nam mô Long Hoa Giáo Chủ Đường Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát tác đại chứng minh. Nguyện thử diệu hương vân biên mãn thập phương giới, cúng dường những tiếng Phật tôn pháp chư Bồ Tát vô biên thinh văn chúng cập những thiên thánh hiền. Duyên khởi quang minh đại chứng thánh tác Phật sự, phổ quân chư chúng sanh giai phát Bồ Đề tâm, viễn ly chư vọng nghiệp phiên thành vô thượng đạo. Từ thời Việt Nam quốc kiên giang tính kiên hay huyền, An Sơn ra bãi ngự, bãi ngự ấp tổ sao kim mà gì tính chu, Nguyễn Ngọc Quý Henry pháp danh tuệ tinh, thành tâm cung thính chư tôn thiền đức tăng già, Quang Lâm từ đường trần tộc, thiết lễ kỳ an gia đình kim dị tính chủ, Nguyễn Văn Thiệt, Nguyễn Thị Kim Hương, Nguyễn Văn Thông, Nguyễn Ngọc Triều, Nguyễn Ngọc Huệ, Nguyễn Văn Lộc, Nguyễn Ngọc Vương, Phan Thị Ngọc Sang, Nguyễn Tấn Hải, Lê Thị Kim Tuyền, Nguyễn Thanh Tịnh, Nguyễn Hữu Thịnh, Huỳnh Thị Bé, Huỳnh Ngọc Quang, Nguyễn Ngọc Hiếu, Nguyễn Ngọc Loan, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Thị Ngọc Lệ, Nguyễn Quốc Cường, Kỳ Nguyện Đặng Đặng tính chủ, điều lành đem đến điều dữ tông đi, và thiết lễ cầu siêu cho cụ huyền thất tổ nội ngoại lịch đại gia tiên, thúc bá huynh đệ cô dì tỳ mùi đằng đẵng tiên linh kỳ siêu phụng vị thủy tổ Trần Văn Nguyên, Nguyễn Thị Tỳ, Hồ Văn Bổ, Trần Thị Lầu, Trần Bửu Đài, Nguyễn Văn Ngũ, Trần Thị Hoài, Trần Thị Phép, Tiền Hiền Khai Khấn, Nguyễn Ngọc Quê, ấp Bài Ngự, xã An Sơn, à Hồ Thị Ngọc Cao, Trần Văn Lâm, Trần Văn Lư, Trần Thị Thấp, Nguyễn Văn Xá, Nguyễn Ngọc Hận, Nguyễn Ngọc Ngoan, Nguyễn Ngọc Quê, Nguyễn Ngọc Hoa, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thanh Hiền, Nguyễn Thành Xuân, Nguyễn Minh Đức, Bùi Thị Tím, thọ 87 tuổi, mất ngày 19 tháng 2 năm Kỷ Hợi,
kỳ siêu bổn vì đẳng đẳng chư vong linh. Phục vì tử sanh lục đạo tam thế oan gia, cựu thù chấm đôi chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn. Lộ đồ tán nạn thủy nạn phiêu trầm, những thiết nam nữ đăng chư cô hồn. Lại đạo Phật tiền thỉnh pháp dân kinh tóc xa mê, đồ chiếu sanh tình đồ dương định hương giữ huệ hương giải thoát tri kiến hương quang minh vân ngã đại. Biện pháp giới cúng dường thập phương tam báo tiền, nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương dân cái Bồ Tát, nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Tát. Nguy nguy vạn đức độc xưng tôn, thiên thượng nhân gian vô đắng luân, tướng hảo trang nghiêm công đức trầu, ngã kim đành lễ pháp vương thân. Chi tâm đành lễ nam mô thập phương tận hư không biến pháp giới quá hiện vị lai, thập phương chư Phật Đà Già Lưỡng Túc Tông. Chí tâm đành lễ nam mô thập phương tận hư không biến pháp giới quá hiện vị lai, thập phương chư tôn pháp đạt mã gia ly dục tôn. Chí tâm đành lễ nam mô thập phương tận hư không biến pháp giới quá hiện vị lai, thập phương chư tăng gia gia chúng trung tôn. Nam mô A Di Đà Phật. Thiết A Di Sắc Thần Chúng, thần chúng thinh kiệt cửu trùng ngô kim phụng màng lai đà, thần chúng tam mà đồ bát nạn tức khổ đình tan, pháp mê giới nhân thiên dân chung thinh ngộ đạo, dân chung thinh phiền não khinh trí huệ trương bồ đề sanh, ly địa ngục sức quả khanh nguyện thành Phật độ chúng sanh an già ra đế gia ta ba ha an già ra đế gia trần tâm
mộc ngư chiếu hướng chuyển tam luân tự chúng lục hòa tuyên bối diệp tớ danh cửu lệ kim tiên an can nghiêm thanh tịnh ta tịnh ta hàng an trang nghiêm thanh tịnh ta hàng nhất khởi chung cổ cung nghinh thập phương chư Phật chư Đại Bồ Tát chư Hiền Thánh Tăng Quang Giáng Đạo Hòa Tràng chứng minh công đức Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Tát. Nhị khởi chung cô cung nghinh chư long thần hộ pháp và làm chơn tế lịch đại chư vị tổ sư quang giáng đạo tràng chứng minh công đức Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Tát. Tam khởi chung cố cung nghinh lưu minh giáo chủ cứu khổ bổn tôn cứu bạc minh là đồ đại nguyện địa tạng dương Bồ Tát Quang Giáng Đạo Tràng chứng minh công đức Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Tát. Hồng Hãy
Bồ Tát Nam Mi thank you.
đàng đức đàng nghệ đàng soi cô mộc nhi tác dương mã xuân việt quế bàn nhi thần tình độ yeah.
Kim
trùng Phật Di Trang Nghiêm tu gia thành phán chi dự cáo nhiếp nghi lự đàn càng quê nhiệm tương giới yêu văn tiền dương được trường chân ngôn thuyết tình nghiêm bằng cam lộ thì già long tiền bích xuất thao thao vàng khoái chi nguyên hổ trào đồng xanh cổn cổn cửu giang tri thiệt đại tiêu tự tư hồ bất nghe tất lợi thành thầm đêm thử dài không chuyên thân bay tình Thank you.
Trưởng thưa Tam Bảo lực nghe nhà đi. Trưởng lai Tam Bồ Tát Ma. Lục Ma Ni Nga.
Đệ lục tổ cư cung tù Trần Nguyên tộc họ trụ cầu an kim gì tinh chú nguyện ngọc quý hèn di pháp danh tuệ tính hiệp đạo tràng nam nữ phật tử vi nhật phần hướng tâm thành câu bái cung cầu an kim vì tính chủ trần văn thiền nguyễn văn thiệt nguyễn thị kim hương nguyễn văn thông nguyễn ngọc triều nguyễn ngọc huệ nguyễn văn lộc nguyễn ngọc vương nguyễn thị ngọc sang nguyễn tuấn hải lê thị kim thuyền Nguyễn Thanh Ni Thịnh, Nguyễn Hữu Thịnh, Quỳnh Thị Bé, Quỳnh Ngọc Quang, Nguyễn Ngọc Hiếu, Nguyễn Thị Ngọc Loan, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Ngọc Thị Ngọc Lệ, Nguyễn Quốc Cường, Kỳ An toàn thể nam nữ Phật tử gia đình hưởng thành nguyên thuộc Tăng Phước Hoàng Duyên, Sương đa kiên cánh ni hà bảo bình an thu tấn vinh hoa đồng nghìn ba bước đêm an lành ngày an lành đêm ngày sau thời điều an lành tất cả các thời điều an lành nguyện chư hộ pháp thường gia hộ phục y dĩ Phật nguyện y đồ sanh tất dụng kiến tâm niệm mê Phật phàm năng chứng thánh tu đường lập chí siêu phàm sơ gì cộng mê hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quốc kiến giang tỉnh kiên hải quyền An Sơn xà bày ngự ấp tổ sáu cứ cung tụ Trần Nguyễn tòa họ trụ y phụng Phật tu ương thiết lễ lạc thành tầng nguyện tộc kim dị tính dù nguyện ngọc quý hèn di pháp danh dị tuệ tính hiệp đạo tràng nam nữ phật tử vi nhật phần hướng tâm thành mạo căng Thank you.
Đại Giác Thế Tôn Y Thống Độ Phụng Vi Kỳ Nguyên Kỳ Siêu Cụ Hiền Thất Tổ Nội Ngoài Định Đại Gia Tiên Thúc Bá Huynh Đệ Cô Dị Tây Môi Đăng Đăng Chí Tiên Linh Kỳ Siêu Phụng Vi Thủy Tổ Trần Văn Nguyên Nguyễn Thị Tỳ Hồ Văn Y Bộ Trần Thị Lầu Trần Bửu Đại Nguyên Văn Ngũ Trần Thị Hoài Trần Thị Thép Tiền Hiền Khai Khẩn Nguyễn Ngọc Khuê Ấp Bảy Ngự Xá Sơn Hồ Ti Ngọc Cao Trần Văn Lâm Trần Văn Lư, Trần Thị Thắp, Nguyễn Văn Xà, Nguyễn Ngọc Hân, Nguyễn Ngọc Hoan, Nguyễn Ngọc Về, Nguyễn Ngọc Hoa, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thanh Hiền, Nguyễn Thành Xuân, Nguyễn Minh Y Đức Bùi Thị Tiếm, thọ 87 tuổi mất ngày 19 tháng 2 năm Kỷ Hợi, một vị đăng đắng chứ vị vong hồn. Và Kỳ Siêu Phụng Vi Đằng Tứ Sanh Lùng Đạo Tam Tuế Hoàng Gia, Cựu Thù Châm Đối Chiến Sĩ Dì Quân Vong Thân Đồng Bào Tư Nang. Chết vì đường lộ, chết vì đường thủy, ôi tôi chết thôi là chết, giờ này lai đáo Phật Thiền. Tinh Pháp Dân Kinh Ni Tóc Xà Mê Đồ Chiếu Sanh Tịnh Độ Thiết Nghi Niệm. Tư Già Kim Hòa Kiết Nhật Nga Lâm Minh Trình Côn Phụ Đề Thầm Điện Đại Đức Tư Vương Án Tiền Chiếu Hồi Do Thị Trường Lục Hòa Trí Thiện Lữ Thượng Hương Phúng Tụng Đại Thừa Bối Diệp Di Quyền Văn Kỳ Sanh Tịnh Đồ Kim Tắc Đạo Tràng Khai Đàn Sở Văn Hòa Nam Bái Tấu Nam Mô Trung Thiên Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Chứng Minh Kim Liên Tòa Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Chứng Minh Bạch Liên Tòa Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh Hồng Liên Tỏa Hà Diên Phụng Tam Thừa Thượng Thánh Tứ Phụ Vạn Linh Đại Điện Ngoại Quang Nhất Thiên Thiện Thần Đồng Thủy Chưng Giám Phục Mây Nguyện Ah
ca Bye.